Ok, yo yo, hello anh em 22. Vâng, chào mừng em quay trở lại với bản tin cuối tuần và mình đã rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Tuần vừa rồi là một tuần cực kỳ sôi động đối với mình và cái kênh của mình luôn, bởi vì ngày nào cũng là tin mới và làm video xoay chóng cả mặt luôn anh em. Chính cái việc sôi động đó thì nó làm cho mình cảm thấy chúng ta đang bước qua 3.5 mà không nhàm chán một chút nào. Vậy trước khi bắt đầu bản tin cuối tuần lần này thì mình xin được nhắc lại là thông tin trong bản tin chỉ mang tính chất giải trí thôi nhé anh em. Điều này rất quan trọng đấy. Ok, bắt đầu nha. Vâng, đầu tiên là về sự kiện nổi bật nhất trong tuần qua theo mình thì chính là cái màn chết yểu của nhân vật tin đồn Mèo Nham 3.7, một nhân vật mà chưa ra đời nhưng đã bị khai tử. Sự tồn tại của Mèo Nham nó chỉ có thể tính bằng ngày, bằng tháng thôi anh em. Hiện tại những thông tin về Mèo Nham thì đã bị thay đổi rất là nhiều. Vậy những thay đổi đó là gì thì mình xin được nhắc lại trong video này. Đó là ở phiên bản 3.7 sẽ có thể có mặt một nhân vật hệ mèo, có hình dáng của mèo là 4 sao, có skill liên quan tới mèo và có khả năng đặc biệt về việc leo trèo và có vision là hệ thảo. Bộ skill của cô nàng mèo này thì có khả năng gọi ra một con mèo khác và nó nằm trong một cái hộp. Và tất cả những thông tin mới nhất này thì cũng vẫn chỉ là tin đồn thôi, nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào nha anh em. Và trong cái đám tin đồn về cả Mèo Nham và mèo cỏ thì mình thấy có một điểm sáng ngẹo, đó là cái tên Momoyo. Ngay từ đầu thì các leaker cho rằng là đó là tên của mèo cỏ hay là mèo nham, nhưng mà đã có một người chỉ ra đó là tên của một nhân vật đã chết. Và cuối cùng thì Momoyo cũng không phải là tên của mèo cỏ, mà nhân vật mới có tên là Kirara. Và để kiểm chứng thông tin này thì nhiều người đã thử lấy cái tên Kirara đó đặt cho Scaramouche nhưng không thể đạt được. Như vậy có thể thấy là ngay cả trong những cái tin đồn kia và những cái tin đồn phi lý nhất thì vẫn có người tìm ra sự logic anh em ạ. Rất thú vị. Vâng, mình đã từng nhắc qua một cái phong trào gọi là Fake Deia hay là Giải Phóng Deia. Thì trong tuần qua cái phong trào đó vẫn rất sôi nổi. Những người theo phong trào giải phóng DIA đã sử dụng tới cỗ máy thời gian, cụ thể là người dùng đã đào lại cái bài đăng nhà phát hành phân trần giải thích và xin lỗi về vụ việc của Zhongli. Trong cái bài đăng cũ đó thì rất nhiều người đã nhắc tới trường hợp của DIA và so sánh cái sự đối xử bất công của nhà phát hành, chỉ ra sự thiên vị rõ rệt của nhà phát hành với các nhân vật đến từ Li Yue. Hành động lên tiếng như thế này thì đang khá được ủng hộ bởi vì nó không phải là một cái hành động tiêu cực như là đi vote cho game 1 sao. Theo mình thì cái cách sử dụng cỗ máy thời gian như này rất là hay. Việc so sánh các cái vụ việc tương tự với nhau một cách trực tiếp như thế này, nó mang lại một cái nhìn rất là rõ ràng về những cái hành động đối xử bất công cũng như là thiên vị. Rõ ràng nhân vật Deia bị đối xử quá là bất công khi bộ kỹ năng của cô ấy được thiết kế nham nhở và cầu thả. Dù thành công hay thất bại thì ít nhất là người chơi của Genshin cũng đã làm được một điều, đó là cho nhà phát hành thấy được không phải ai cũng im lặng. Vâng, về banner thì trong tuần qua cũng có những thông tin vừa mới vừa cũ. Hiện tại thì mình có thể nói là chưa có bất kỳ leak nào về banner 3.6 đáng tin cậy. Ngay cả tin về Naida Riran cũng chỉ là dự đoán dựa trên logic thôi. Hiện tại, banner 3.6 đang thiên về 3-4 trường hợp, chỉ khác nhau ở một nhân vật rerun. Trong đó có những cái tên như là Ganyu, Yula, Kẻ Lang Thang hay là Cả Trai và một số cái tên khác nữa. Về sự kiện thì trong tuần qua, lễ hội Hoa Gió cũng đã đến giai đoạn cuối. Người chơi có thể dọn sạch các thử thách và nhận nguyên liệu cũng như là vật phẩm quý từ trong shop sự kiện. Nhân bản tin thì mình cũng xin được nhắc mọi người check lại xem có bỏ quên shop vật phẩm không nhé. Kênh của mình cũng nhận được một vài bình luận của anh em newbie hỏi về chuyện là cái hộp quà tinh luyện để làm gì và một vài trường hợp khác. Nếu anh em newbie đang xem cái video này thì anh em hãy check xem anh em có bỏ quên cái phần shop của sự kiện không. Một điều rất hài hước và thú vị trong sự kiện lễ hội Hoa Gió bên cạnh nhà mạo hiểm Sino, đó là ở giai đoạn cuối của sự kiện thì nhiều người báo lại với mình là không chỉ có Abedo bị cái lỗi rung lắc đầu mà một số nhân vật khác như là Tidari cũng có cái lỗi lắc đầu như vậy. Cho mình thì đây không phải là một lỗi gì đó nghiêm trọng mà nó mang cái tính chất giải trí nhiều hơn. Mình thấy nó rất là thú vị. Một thông tin khác rất đáng chú ý mà nếu như anh em chưa xem các video trước của mình có thể bỏ qua, đó là cái số lượng nguyên thạch ở phiên bản 3.6 đã được tính thống kê tương đối. Có một điều thú vị đó là phiên bản 3.6 sẽ có thêm những cái tính năng trao cho anh em tận 600 nguyên thạch. Nhưng mà nó hơi trầm cảm một chút, nó như kiểu là một cái phiên bản khác của vực đá sâu vậy. Không liên quan tới Genshin thì trong tuần qua, Honkai Star Rail là một game chung nhà phát hành đã đạt được cái mốc đăng ký trước để nhận full quà. Nên theo mình thì người chơi hãy nhân cơ hội này sử dụng một vài email để đăng ký trước tài khoản. Khi game ra mắt thì anh em sẽ có được cái sự khởi đầu tốt nhất. Nó sẽ giúp cho anh em có cái trải nghiệm thú vị ở đầu game. Vâng, về các sự kiện liên quan đến nguyên thạch thì ở trong tuần sau, sự kiện 420 nguyên thạch thẩm định pha lê sẽ bắt đầu. Đây là sự kiện khiêu chiến dùng thử nhân vật, có cách chơi cũng khá là thú vị với cái búp rất là ảo. Sự kiện yêu cầu hạng mạo hiểm là AR28 và có một số nhiệm vụ ma thần. Sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 3. Đây chỉ là cái sự kiện dạng quay trở lại, lên theo mình thì về mặt trải nghiệm nó cũng sẽ không thật sự quá hấp dẫn, nhưng mà không phải là một cái gì đó quá nhạt nhẽo.
Theo mình thì anh em biết đâu đấy có thể tìm thấy một vài cái phần chơi giải trí trong cái sự kiện này. Và quan trọng là nó có nguyên thạch, ok. Vâng, về nguyên thạch thì ở tuần sau, La Hoàn 3.5 chính thức sẽ bắt đầu. Mình đã làm video về quái vật và búp cũng như là các thông tin khác để chuẩn bị trước. Đáng chú ý là trong kỳ La Hoàn 3.5 này có sự xuất hiện chính thức của đám quái mới như là sứ đồ băng, vỏ rỗng nham, sâu cát sa mạc. Đã có rất là nhiều comment bàn luận về chiến lược từ anh em trong cái video chuẩn bị trước. Và bây giờ chúng ta chỉ còn cần chờ thực chiến nữa thôi. Về búp thì cái búp La Hoàn mùa sau sẽ tập trung vào những nhân vật như là Hu Tao hay là Deia và một số trường hợp hưởng lợi từ quá trình mất máu nữa. Hy vọng là anh em sẽ có được những trải nghiệm thú vị với kỳ La Hoàn 3.5 mới này. Vâng, chào mừng anh em đến với phần tin đồn đáng chú ý. Hiện tại thì đã có thông tin chi tiết về cơ chế của một con quái vật rất thú vị ở phiên bản 3.6. Con quái vật mới này có tên là Kẻ Rửa Tội Tàn Ác, đây là tên tạm dịch, và nó là một con boss phan nguyên liệu ở map với khoảng 40 nhựa. Con boss mới này nó có cái tạo hình gần giống sứ đồ vực sâu hệ lôi nhưng mà nó ngầu hơn, nhiều chi tiết hơn và nó nhiều cái chiêu trò hơn. Có thể coi đây là xếp của bọn sứ đồ khác cũng được. Điểm đặc biệt của con boss này đó là nó có tới 4 loại khiên, tuy nhiên thì khiên của nó theo các chỉ số mình thấy là nó không dày lắm, nhưng mà nó vẫn khá khó chịu. Nhưng vì nó là một con boss map dạng 40 nhựa nên là open world nó sẽ rất là yếu thôi. Nó thực sự không phải là mối đe dọa khi anh em farm nguyên liệu đâu, mình tin là như vậy. Còn khi vào La Hoàn thì máu của nó tăng lên rất nhiều. Và cơ chế của La Hoàn sẽ làm cho con boss này khá là khó chịu. Về cơ chế chi tiết của nó thì mình nghĩ là cần video thực hành thực chiến nói thì dễ hình dung hơn. Còn hiện tại thì mình có thể tóm tắt cơ chế của nó ngắn gọn theo ngôn ngữ của Razer. Thì đó là nếu như chúng ta phá một loại khiên của nó, của con boss, thì con boss sẽ bị stun, bị choáng vài giây. Và nếu như người chơi lần lượt phá hết 3 cái khiên của nó thì con boss sẽ bị stun khá lâu, nó sẽ bị giảm sức mạnh đi rất nhiều. Và đây là cái lúc này anh em dồn đam giết chết nó. Còn nếu như người chơi không phá hết khiên của boss ấy thì nó sẽ xài chiêu ulti mạnh nhất của nó. Và cái ulti này thì nó có thể một hit chết luôn một nhân vật của bạn trong La Hoàn. Điểm đặc biệt của con boss này và cũng là điểm khó chịu nhất của con boss này đó là việc chúng ta phá khiên nó phải sử dụng phản ứng nguyên tố. Và đặc biệt là không thể sử dụng kiểu dùng trọng kiếm đánh vào để phá như một số loại khiên khác. Đây là thông tin từ tin đồn, mình chưa rõ thông tin này có chính xác hay không. Nhưng rõ ràng là với tận 4 loại khiên thì cái việc phá bằng phản ứng nguyên tố là điều hiển nhiên rồi đúng không? Nếu như chúng ta dùng cái đại kiếm để gõ nó thì sẽ rất mất thời gian. Điều này sẽ dẫn tới, theo mình là hai ý. Đầu tiên là Yula sẽ rất là khó khi đánh con này. Và cái thứ hai nữa đó là hệ nham đánh con này thì cũng rất là khó. Bởi vì nguyên tố nham để đi phá khiên nguyên tố hỏa lôi băng thì theo mình thấy là nó cũng rất là đuổi. Ok. Có thể lờ mờ đoán ra được ý đồ của nhà phát hành thông qua việc phát hành những con boss như thế này. Chúng ta có thể tưởng tượng ra những cái đội hình mà khắc chế được con boss này. Đầu tiên là nó không có khiên hệ thảo là ý thứ nhất. Vậy hệ thảo có thể sử dụng để đối phó với con boss này. Theo mình là khá hiệu quả, đặc biệt là với khiên thủy của nó. Và trường hợp thứ hai là một đội hình nhiều nguyên tố, đó là đội hình quốc dân, cũng là một đội hình mà đã cũ lắm rồi nhưng mà vẫn rất mạnh và mình tin là nó sẽ là một đối trọng, là một cái khắc tinh của con boss này nữa. Vâng, như thế là qua một cái điểm tin này, anh em đã biết được rằng MiYoYo sẽ có âm mưu gì với cái con boss mới này. Con boss này sẽ dự kiến ra mắt ở 3.6. Có thể là anh em sẽ phải dành thời gian để tìm hiểu và làm quen với cơ chế của nó trước khi nhà phát hành đưa con boss này vào La Hoàn, có thể dự kiến là ở 3.7. Với một con boss có cơ chế phức tạp như thế này thì mình nghĩ là không sớm thì muộn nó sẽ trở thành con cưng của nhà phát hành trong các cái kỳ La Hoàn tiếp theo, giống như cách mà họ đối xử với bộ ba Magukenki vậy. Để đáp lại những cái phàn nàn của anh em về chuyện ăn cơm chó quá nhiều ở thành Montat thì mới đây có một người chơi đã đăng tải cái cách thức để chia tách cặp đôi này. Vâng, đó là quả là một hành động tàn ác nhưng mà nó phụ thuộc vào việc bạn đang đứng và đánh giá nó ở cái vị trí như thế nào. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cái video này. Đây là bản tin cuối tuần của mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại anh em trong những video khác nha. Tạm biệt cả nhà.